Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mẫu máy trộn bột chuyên dụng EQ30. Máy sử dụng điện áp 220V, motor công suất cao 1,5 kW. Máy có hình dáng hiện đại, bắt mắt, có khối lượng máy lớn lên đến 150 kg. Đế máy chắc chắn, đảm bảo cho việc máy không bị rung lắc, xê dịch khi trộn bột. Ưu điểm nổi bật của máy trộn EQ30 mà các máy trộn khác không có, đó là máy sử dụng hai tốc độ, nhanh, chậm. Máy có càng xoắn, dao xé, trục quật bột và bồn làm bằng inox, đảm bảo việc trộn bột không bị chín, bề mặt bột đẹp, cho sản phẩm chất lượng cao và dễ dàng vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm. Máy sử dụng hộp giảm tốc giúp cho máy khỏe, dẻo dai và tăng độ bền. Máy có lồng bảo vệ, cầu chì tự ngắt khi có hiện tượng quá tải. Hãy đến với chúng tôi để cảm nhận được chất lượng, sự khác biệt và hiệu quả.